Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ để thay thế cho thông tư số 49/2016 về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. Và đây là lần thứ ba Bộ Giao thông Vận tải thực hiện đổi tên các trạm thu hoàn vốn dự án. Cụ thể, tại Điều 3 chương 1 dự thảo thông tư giải thích, trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo dự thảo, trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Đơn vị thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nhà đầu tư doanh nghiệp dự án hoặc đơn vị được nhà đầu tư doanh nghiệp dự án ủy quyền giao nhiệm vụ thực hiện việc bán kiểm soát vé thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ. Trạm thu tiền đường bộ phải xây dựng theo quy chuẩn tiêu chuẩn, thiết kế phải được cơ quan nhà nước phê duyệt, áp dụng công nghệ hiện đại theo quy chuẩn tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải.